Dạ, chờ cũng lâu dữ lắm rồi. Mới thấy khung sườn toilet cừ sai nhỏ ạ. Dạ, xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Hiện tại em đang chạy đến tiệm xe đạp mà thường khi em hay review cho quý cô chú, anh chị và các bạn xem đó. Hôm nay em xin phép chia sẻ con đường từ nhà của em đi đến tiệm xe đạp. Quý cô chú, anh chị và các bạn xem, con đường ở Tokyo nó nhỏ và hẹp như vậy ạ. Khi có xe hơi chạy đến là mình phải chạy sát vào trong lề. Nó nhỏ và hẹp, chạy không có được thoải mái lắm. Chạy cùng với con đường có xe hơi nhiều quá, đạp nó không có đã chút nào. Nếu mà đường xe hơi chạy nhiều là mình chỉ chạy bên trong này có con đường nhỏ nhỏ như vậy thôi, cũng không có dám chạy nhanh được. Từ nhà mà em đạp đến tiệm xe đạp cũng mất tầm khoảng 30 phút mới đến. Ở phía trước là đường gầy xe điện hả? Ở bên Nhật thì thấy cái gì nó cũng ngược lại với bên mình hết. Kể cả đi bộ hoặc chạy xe đều là bên tay trái hết. Đi bộ cũng vậy nữa. Quý các bạn có sang Nhật nhớ chú ý nha. Nhớ cứ đi theo hướng bên tay trái của mình. Thỉnh thoảng nếu như mình mà đi phía bên tay phải mà chỗ đông người cũng có thể nhiều người Nhật ta xì sầm, người ta nói mình vẫn còn học mẫu giáo đó. Phía trước là ra quốc lộ lớn, ba lần đường đều chạy bít xe hết. Ra quốc lộ lớn này chạy đi cũng nhanh nhưng mà vì nhiều xe hơi dữ lắm, vì vậy mình sẽ đi thẳng tắt con đường này cho nó ít xe hơn.
Dạ, em thấy cũng có rất là nhiều các bạn hỏi sử dụng đạp xe đạp như thế nào để cho giò dĩa, liếc và xích được bền và lâu hư hơn. Dạ, vậy em xin phép chia sẻ một chút kinh nghiệm nhỏ của mình. Dạ, em xin phép chia sẻ gửi đến quý cô chú, anh chị và các bạn mới chơi xe đạp đua là khi mình chạy bắt đầu dừng lại thì nên trả lại số nhẹ nhất để khi bắt đầu mình chuẩn bị đề ba thì đạp nó nhẹ lắm. Chứ đừng có để nguyên một clip mà mình chạy hoài thì cái clip nó mau hư dữ lắm luôn. Sau khi mình đã trở lại nếp nhẹ rồi thì bắt đầu đề ba, đạp chạy như có cảm giác như giống như là xe trợ lực vậy, rất nhẹ đạp mà tua đi rất là nhanh luôn. Khi đã có chớn chạy nhanh rồi thì mình lại xuống nếp nặng chạy mới đã. Dĩa lớn phía trước là nặng, còn dĩa nhỏ là nhẹ, còn ở phía sau nếp thì ngược lại, tên clip to thì nhẹ, còn chở xuống clip nhỏ là nặng. Dạ, quý cô chú anh chị nhớ lưu ý khi mình chạy thì thường xuyên lên clip xuống clip khi mình cần, chứ đừng có để một clip như vậy chạy hoài thì nó mau hư clip dữ lắm luôn. Em chạy như vậy thay bảo quản clip nó bền lắm, hai chiếc nào nó cũng lâu lắm rồi mà nó không có ảnh hưởng gì hết trơn luôn. Dạ, em chỉ có một chút kinh nghiệm nho nhỏ như vậy muốn chia sẻ gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn mới lần đầu chơi xe đạp đua. Dạ, còn một điều nữa em xin phép được chia sẻ, nếu như xe của quý cô chú anh chị mà có gắn tay nghỉ tay nằm này thì ra đường lớn đông xe xin đừng sử dụng tay nghỉ nha. Vì ra đường lớn đông xe mà mình sử dụng tay nghỉ hoặc nằm rất là nguy hiểm. Tay nghỉ này nên sử dụng ở con đường vắng, đạp ở trong công viên thôi. Ra con đường lớn nhiều xe thì lúc nào mình cũng cầm ngay tay lắc như vậy thì mới an tâm mà. Em chỉ có một chút kinh nghiệm nhỏ xin chia sẻ như vậy thôi ạ. Không biết có đúng hay không nữa. Nếu như có sai, quý cô chú anh chị và các bạn sử dụng xe chuyên nghiệp xin hướng dẫn chỉ giúp em với nha. Dạ, đây là cách chạy xe ở Nhật mà em thường sử dụng. Không biết như vậy có đúng không nữa. Như như có thiếu sót mà không đúng, xin quý cô chú anh chị và các bạn đóng góp chỉ giúp giùm ạ. Em xin chân thành cảm ơn rất là nhiều ạ. Dạ, còn bây giờ em đạp xe đến đây cũng gần được nửa đường rồi. Hôm nay đến tiệm em sẽ review cho quý cô chú anh chị và các bạn xem một khung sườn tô lét cừ còn rất là đẹp luôn. Sườn này có size cũng nhỏ chứ không có to. Size này có vẻ như rất là hiếm. Ở tiệm này em chờ cũng lâu lắm rồi. Phải nói là đợi mãi luôn mới nhìn thấy có được cái khung sườn tô lét cừ size nhỏ. Em dặn chủ tiệm khi nào có về là nhắn cho em liền nha. Mỗi lần em đến tiệm là em hay hỏi lắm. Em cũng khoái khung sườn toilet cừ dữ lắm. Mà hiếm khi thấy khung sườn cũ mà còn ngon, sai thì lại nhỏ nữa. Chứ mấy cái khung sườn mà to đùng đùng cỡ mấy anh Mỹ xài thì có nhiều. Em mà thấy mấy cái khung nó to quá thì em không có quay.
Đó, quý cô chú anh chị xem, mấy con đường ở Tokyo nó nhỏ xíu như vậy nè. Có lúc xe hơi đông, mình chạy sát trong lề như vậy nè, khó chạy dữ lắm. Xe mà đạp sử dụng giày can, đi mấy con đường như vậy, mở ra mở vào, nó cực chưa từng thấy. Đây là con đường mà em thường đi đến tiệm xe đạp để review cho quý cô chú, anh chị và các bạn xem đó. Tới đây cũng sắp đến nhà ga rồi, cũng phải dừng lại một lúc rồi băng qua đường gầy tàu điện nữa. Quý cô chú anh chị xem, sắp đến nhà ga thấy xe đạp đậu rất là nhiều luôn. Ở Nhật, người Nhật sử dụng xe đạp nhiều dữ lắm. Thường khi hai bên đường này là đậu đầy xe đạp luôn. Hôm nay thì thấy hơi ít rồi đó. Ở phía trước, mọi người đang đi xuống hầm là đi xuống đi tàu điện đó. Ngay đây là nhà ga tàu điện. Chờ tàu điện chạy qua rồi băng qua con đường dài này là đến tiệm xe đạp rồi đó. Đối diện với bên tiệm bán xe đạp là tiệm bán xe mô tô này. Bây giờ em dựng xe ở đây rồi đi vào tiệm xin quay khung sườn xe cho quý cô chú anh chị xem tham khảo nha. Đây là cửa tiệm mà em thường đến review xe đạp lắm. Konnichiwa, shitsurei shimasu. Dạ, anh này là chủ tiệm mà quý cô chú anh chị và các bạn thường mua xe của ảnh đó. Hey, arigato gozaimasu. Shitsurei shimasu. Để em đi sang bên này quay cho quý cô chú anh chị xem không gian bên này bán toàn là xe đạp đua đã qua sử dụng rồi đó. Ở tiệm này em thường đến
tìm xe đó. Thầy cũng có chiếc đề đôi ta mới về nữa. Hàng ngon, đã quá quý cô chú, anh chị và các bạn ơi. Khung này nhìn còn đẹp lắm. Thầy giá bán 143.000 yên thì tầm khoảng 28.600.000 cái khung này hả? Toleku Emonda SL5 size chỉ có 47 ha. Rất là hiếm mới tìm được cái size nhỏ như vậy nè. 1m55 và 1m65 là sử dụng cái khung sườn này được. Ôi ôi, hiếm khi mới tìm thấy cái khung sườn nhỏ như vậy. Dạ, còn bây giờ em xin phép đi vào quay từng chi tiết để xem coi khung sườn này nó có chạy chụa ở chỗ nào không ha. Và bây giờ bắt đầu em quay từ trên cổ yên xe. Khung sườn ngang. Phía trên khung sườn thì không thấy chạy. Từ trên cọc yên xe xuống. Để em lấy cái bảng giá này ra, nhìn thấy cho nó rõ. Khung càng trước cũng không thấy chày. Phía trước logo, phía trước khung càng không thấy bắt ốc. Vậy là khung này sử dụng khoanh đĩa rồi. Để em quay trở lại khung sườn ngang xem kỹ lại một lần nữa. Chứ Emonda còn quá xa đẹp. Khung sườn rất bóng luôn. Chạy dài khung phía sau cũng không thấy chạy. Từ cột yên xe xuống khung sườn đứng cũng vậy luôn, không thấy dấu chày chũa. Chạy dài ra phía sau khung sườn dưới này cũng vậy luôn, còn rất là mới. Cổ cũng không thấy có vấn đề gì. Khung sườn dưới chữ toilet cừ cũng không có dấu hiệu chày chũa gì cả. Em phải quay thật kỹ mới được giáp dòng khung sườn xe luôn. SL5 500. À, khung này có ghi nước sản xuất rồi, Taiwan. Vậy là tuyệt vời quá. Đừng có của Trung Quốc là được. Khung nhẹ lắm. Còn bề bên này em chở qua. Khung phía sau bên này cũng bóng bẩy, không có chày chỗ gì hết luôn. Phía sau cột yên xe, khung sườn đứng cũng láng con à. Khung sườn ngang bên tay trái còn quá xa đẹp ạ. Khung càng bên này cũng vậy, không có dấu chày. Khung sườn bên này cũng vậy luôn. Cả hai bên
đều không thấy chạy chỗ gì hết. Để xem khung sườn dưới lườn có vấn đề gì không ha. Từ trên cổ yên xe xuống. Ôi ôi, khung còn rất là đẹp luôn. Thấy khung này còn ok quá quý cô chú, anh chị ơi. Dạ, em quay đến đây cũng giáp dòng khung sườn xe hết rồi ạ. Quý cô chú, anh chị và các bạn thấy khung giá thế nào? Nếu có nhu cầu cần thì xin liên hệ em qua Zalo ạ. Dạ, quý cô chú, anh chị và các bạn ơi, em xin phép nói lại khung sườn toilet cừ này đời 2021 bán là 28.600.000 ạ. Toilet cừ Emonda XL5 có size là 47. Cho quý các bạn có chiều cao 1m55 và 1m65 ạ. Dạ, video đến đây em xin phép tạm dừng video lại rồi. Xin chân thành cảm ơn đến quý cô chú, anh chị và các bạn đã dành rất nhiều thời gian để xem video. Xin kính chúc quý cô chú, anh chị và các bạn cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống ạ. Em xin kính chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Dạ, quý cô chú, anh chị và các bạn ơi, đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Tiếp tới, em sẽ đăng những dòng xe độc và lạ nữa. Hơi em đi đến tiệm nào mà có nhìn thấy xe độc lạ ngon mà còn đẹp là em quay đăng liền hà. Dạ, một lần nữa em xin kính chào thiệt rồi. Bye bye và hẹn gặp lại trong video tiếp theo ạ.